Xin chào các thành viên, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng tin và kích hoạt tin. Đầu tiên các bạn kích vào đăng tin. Thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 2019 thì mỗi một tin đăng sẽ thu phí 2.000 đồng để duy trì trang web. Mong các bạn và các thành viên hỗ trợ nhé. Các bạn có thể hướng dẫn tại đây. Đây là hướng dẫn. Khi các bạn đăng tin xong, ở phần cuối tin, các bạn kích vào tin VIP này, chọn vào VIP 5, chọn vào một ngày, sau đó kích để đăng tin. Mình xin làm lại một tin đó đầy đủ cho các bạn nhé. Bây giờ mình làm ví dụ một tin đăng, mình bán căn nhà bất động sản bán nhà và chọn loại cần bán tỉnh thành phố Hồ Chí Minh, chọn quận Thủ Đức, tên đường Bình Chiểu, kích thước 4 x 13.5, diện tích là 54 m² và hướng là hướng Tây Bắc, chọn hình đại diện. Mình sẽ tìm cái tập tin của mình trong máy tính và cho hình đại diện nhé. Chọn hình trong tập tin sẽ là 4.2 mua tại tấm tắt bán căn nhà 1 trệt 3 lầu đường Bình Chiểu Thủ Đức. Mô tả chi tiết mình sẽ là bán căn nhà đường Bình Chiểu quận Thủ Đức 1 trệt 3 lầu 3 phòng ngủ 3 nhà vệ sinh sau đó các bạn nhập mã D361E. Bắt đầu từ 1 tháng 6 thì cái phần tin thường này sẽ không được thực hiện và các bạn sẽ để kích tin, các bạn sẽ chọn loại tin VIP 5 2.000 một ngày và chọn bạn số ngày, để đây có 2.000. Sau đó các bạn kích vào đăng tin. Đó, báo tin báo đã thành công rồi. Các bạn vào quản lý cá nhân coi. Tin đã duyệt và tin đã duyệt ngay nha các bạn. Duyệt ngay đây. Đó, tin mình vừa đăng xong duyệt ngay và sẽ nó nằm trong tin VIP 5 trong vòng 1 ngày, sau đó sẽ chuyển xuống thành tin thường. Đó, tin mình vừa đăng nó duyệt ngay nha các bạn nha. Ok. Xin cảm ơn các bạn và mong các bạn ủng hộ cho trang web.